Kalau sesuai dalam ni setiap orang jadi menjadi menteri semacam ni yang semua banyak ke lo orang lo kena baik. Thank you.
bầm rán cứu như là cái nào tội tội như một hồ tự kia mày không bầm rán mày là anh không bầm rán cứ nó sao cứ tự nhiên nó mua chân thấy thì chẳng sắp đó có tự nhiên nó mua có tay thì bầm rán làm thế nào để giải đó cứu đây là thằng bầm rán thì tội tội chứ hai cái chết cứ sao chỉ ở đồng nai không có yên nhưng chỉ yên đường sâu mỗi chừng nói chết cứ nhung lực thì giờ khi tất chất cứu mọi yên tất chất cứu mọi yên và ta được thâu và nhà nó còn có thằng ta chuyên nát được bằng dây thà tất chất cứ dịch tất đẹp xa chất đầy miên không bị tổ hai cứu mọi yên cứ chỉ nhận đầy miên chất thuốc đầy là cứu ổ cổ rộng nhẹ một hạng người thì nên chỉ là sáng 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 tất cả group người dân cứ như này tha sản đam cho tất cả sớm lời kịch ca tình lại là cho người dân sắp đôi sẽ chơi chơi sáng đôi mắt bằng cách bằng sắp nhưng ai thì vậy bạn có thể họ chặt tay tất cả group người dân cứ tha mong quay xa tí thì cố bất tay là còn vô nay ngon kia rồi ông thì mặt được kiểu quạt tu sao nó lô la mà lô la cái lời tay thì mình vô lô sao họ vừa biết nên biết nó đã ở trâu tam trâu 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 khó còn nay nó mà chia sẻ có khi dân mình vô ông biết sinh ra thì bọc quần nó so với cha biết trực tiếp bọc quần hai mươi chỉ nói chết cứ như vậy khi từ nơi tiếp tám chỉ được sát không ca một liên đơn người khi sát thôi chỉ câu một liên đó là họ chỉ câu một liên mà nè nhưng trong từ miền khăn ca không ca một liên còn ai chỉ bằng lót muốn được một liên nhưng trong kết không ai thả ta nhưng cô thưa vậy ta nhưng cô một liên là vậy ta nhưng ai một liên họ sẵn vô lại họ chúng dân tộc cùng người trong miền Thanh Ca thôn Anh Ba đó từ từ đặt miền Thanh Ca mê riến thì mỗi Thanh Ca mê riến một tất đi học biệt từ một đó hay là mỗi thiết cứ về để mau riến cũng từ từ đặt hôn vợ và sát phở chia cả vài địa chỉ để xem một con cứ ca cục con thế này thì cứ cùng người riến từ tài vô đang học viên ba đặt hàng con thế này mà chỉ thang con thế này nâng ở Aron Bảo Sơn tức ai cực lông thân hàng bàn và cứ đọc yêu biểu rộng bọc sân trên còn ai cực lông thân hàng bàn này trong lần tiếp tí cứ vị trí sát thân hình cực lông thân là họ cực lông nhưng vậy ta là đồng bánh thuộc đồng bánh khác cực lông thân là họ nhưng trong vị trí sát được thẳng cầu trong khi biểu bàn xong rung trong biết mà phép năng cực lông thân là họ phép là hán hái miền sọ thông quốc nhưng chất là làm sao mình giảm thích rung của riêng trong biên trong là thô không đài hay rung của riêng trong tay cổ phê lý vì đây bó xa lá rung của riêng trong xin xin nhận những ngọt mốt mà thôn thay em cao của riêng tê cho tới chủ lãnh những cổ phê thì bố cao của riêng trong biên cầm liếp rồi biên trực trên cả nội vọt nhưng ổn thì họ chắc đây thì cao của riêng thay thay của riêng thay thay xong nói kì chính khi chúng ta chờ cao nguyên tắc là mình không biết được biến thức lên các anh em bọn những ai cũng biến thức những ai đang làm một con chữ anh bọn đang thức lấy thông nhưng có thể hoa thay những buổi điểm thả kia chẳng khi ai xa lắm cho trend cho ta từ mới thả ta kia cái thời việc mạch thời việc mạch nâng quan điểm thả ta cá anh em bọn rôn chàng thức lấy nâng cái group nguyên cho đây chế bọt bàn đặc là tế sạc bọt bàn đặc là tế sạc nên sự lọc luôn là tám về việc chúng tôi có những sông chọc tay tuần này tuần này những sông và còn to ấy mà cũng tốt những sông thì dễ bị chúng ta tiêm làm mối anh chị một tí bài nhà hai nên làm nó sai là bao cứ vùng liền chúng ta tiêm mối cứ bài nhà hai là bao cứ vùng liền ca nên làm lấy được bao cứ vùng liền tới ba ngày mới khởi hành chỉ cả ta chăm bài chẳng bao giờ tôi bị sai ở đâu là cả một chiều tới một quyển ca mới làm lo chỉ một khi em cứ vùng liền chỉ còn ho chỉ còn là thông mối chúng ta bị sai ở đâu giảng nam mấy cứ bồng biến còn mang chụp đặt tên những bài hát mới chụp nổi đôi chìa bài hát tí buổi ở cứ bồng biến nên thân nặng và thòng sơn sa nằm chia lại đầm bay nơi còn vô vì sai ọc rốn tên có đang bị ca tự đầm lại cứ bồng biến chỉ chẳng bài nhớ đến thả phải chụp bóng con đầm lại được bọc cứ bồng biến ban bằng công lo ca mang quả với chụp biến đời ta chỉ một hiệp sắp sai được bọc phục quản group bồng biến hiện tình trạng cơ sa cực cọn đôi nít group trở tài miên của đội bóng bằng thái không ca chui tro tro chỉ được hiệp đội bóng của cọn tôi bệnh thức không tham hiện được mang được vấn đề ngã khó đòn có group tay để to số ở một chi điểm không ca bằng pin hiện được bệnh hiện được cây đội bóng của cọn đài group bóng sơ viêm tay bị liệt group cọn không ca bằng viền đời xa tay
ទោះមានមុខរបរក្រៅដូចនេះហើយធ្វើឲ្យគាត់មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្រៀនសិស្សឡើយចំណុចមួយទៀតនិយាយពីតច្ចរិយរបស់គ្រូបង្រៀនជាមួយនឹងសិស្សពេលខ្លះគ្រូមានបញ្ហាជាមួយនឹងសិស្សដូចជាសិស្សមិនសូវស្ដាប់គ្រូកិច្ចសាលាជាដើមចំណុចទី2គឺនិយាយពីគ្រូចំពោះថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យ យើងដឹងហើយថាគ្រូថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យគឺជាគ្រូដែលគិតច្រើនស្វែងយល់វិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្រៀនសិស្សឲ្យឆាប់យល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សឆាប់យល់មេរៀននិងឆាប់យល់មេរៀនហើយក្នុងនោះដែរគ្រូបង្រៀនថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យក៏មានការប្រកួតប្រជែងច្រើនដូចជាគ្រូជាមួយនឹងគ្រូក្នុងការបង្រៀនជាដើមហើយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងឲ្យសិស្សធ្វើតាមការអនុវត្តផ្ទាល់ដូចជាការបញ្ចេញមតិការធ្វើជាក្រុមឬជាខេសតាឌីអេជាដើម ចំណុចមួយទៀតនិយាយពីគ្រូមិនមានបទពិសោធន៍ដូចជាគ្រូដំបូងពេលខ្លះគ្រូមានការខ្វះខ្វាយក្នុងការបង្រៀនហើយមិនសូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្យលមិនចេះសំណោះសំរួលទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងសិស្សមិនមានភាពជិតស្និទ្ធនិងយល់ចិត្តសិស្សមិនមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងចំណុចទី2និយាយពីដំណោះស្រាយគ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមសិក្សានិងសកលបឋមសិក្សានិងវិទ្យាល័យ ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំប្រថាពិបាកបានបង្កើនប្រាក់ខែឲ្យគ្រូបង្រៀនឲ្យបានសមរម្យលើកកម្ពស់និងឲ្យតម្លៃគ្រូបង្រៀនដល់បំពេញបំផុសចលនាសង្គមនិងគ្រប់គ្រងដល់គ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនចេះគោរពការងារខ្លួនឯងចេះទទួលខុសត្រូវសំណោះសំណួរខ្លួនទៅនឹងការស្ថានភាពសិស្សមានឯកសារបត់ខ្លះធ្នូនិងជាគំរូល្អដល់សិស្សចំណុចទី2គឺនិយាយអំពីគ្រូបង្រៀនថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យ គ្រូបង្រៀនមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងមានចំណេះដឹងនិងឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្រៀនមានផែនការនិងការងារច្បាស់លាស់ចេះអត់ធ្មត់នឹងការងារឲ្យតម្លៃសិស្សនិងគ្រូដទៃនិងរៀបចំពេលវេលាច្បាស់លាស់ចំណុចទី7គឺនិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃគ្រូបង្រៀនទន្ទឹមនឹងនេះគ្រូបង្រៀនក៏មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិផងដែរក្នុងការបង្រៀនតែតែជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែល ជាមិនខានឡើយដូច្នេះគ្រូបង្រៀនម្នាក់ៗតែងតែជួបនឹងគុណវិបត្តិគុណវិបត្តិជាច្រើនដូចជាចំណុចទី1ចំពោះគុណសម្បត្តិមានបីចំណុចដូចជាចំពោះខ្លួនឯងចំពោះគ្រួសារនិងចំពោះសង្គមក៏ចំពោះខ្លួនឯងគឺផ្ដល់តម្លៃដល់ខ្លួនឯងហើយមានកិត្តិយសមានមុខមាត់ដល់សង្គមរបស់យើងជាមុខរបរត្រឹមត្រូវដែលទទួលបានតម្លៃពីអ្នកផងគ្រប់គ្នា ช่วยดอกการการการสร้างคนไอ้ที่มนุษย์เนี่ยต้นมนุษย์เนี่ยที่เราทายได้เชื่อมนุษย์ละอ๋อการแปลแต่จะเริ่มเป็นสมัยกับบอกครูในทางชีวิตละอ๋อข้อจะพูดครูซ่าช่วยเลิกเป็นที่ยกครูซ่าอามีเพียบคงพวกบรรทายอาช่วยจีเนตตัดวางครูซ่ามวยแต่จีเนตต้นวางชีวิตเพียบของครูซ่ามังการนั่งเรียนมุดนักเพียบตามครูซ่าอาทายจีเนตอบรมจุนนันกราวก็จะพูดสังคม จีเน่เตรียมประดาเสียงเสียงจีเน่ตอนนี้จำแนกเดิมหรือเทียบชาติไปเรื่องเทียบชาติไปแต่งลายแต่อ้อยสรุปว่าขี้ได้มันเละบ้างจีเน่ผมเรียนเอาไว้มีจีเน่ผมเรียนเอาไว้ไว้แต่เรียนปฏิสานในช่วงครัวในออฟฟิศมาตะเพียบมันเละเรียนเราจีเน่การเปียเสื้อผมอ้อยเพื่อขอปีฉบับสังคมจำนวนปีคือในใจปีก้นวิบัติ ก้นวิบัติของครูโรงเรียนมีไปจำนวนได้คือก็จำพวกครูนั่งจำพวกครูสร้างจำพวกสังคมจำพวกครูนั่งตุ่มล็อกมันละตุ่มล็อกมันล้อเรียนล้อทั้งไงอันบางปอดอกสร้างในขนมการโรงเรียนเพียบมันจะสำนักสำนุกเนี้ยแล้วในมัธยฐานทางไกลเมียนเพียบออกเงินเลิกครูนั่งเช็ดเกิดทางครูนั่งจีเนะเตรียมจีเนะเตรียมจะโฮดขนมการโรงเรียนข้อจำพวกครูสร้างมันเตรียมมีมุดหนักเพียบ การสัญญาอาจจะต้องรอกรมครูซาลาวิเราจะปราบปรามรอบในบ้านเรื่องเติร์ดคงคงบรรจัยของเพิ่นในเป็นโรงเรียนมันเริ่มยกครูซามาปราบปรามไปที่คนสมัครโครงการโรงเรียนก็จำพวกสังคมเป็นโรงเรียนมันเริ่มปราบปรามอินเดียนการโยบายโครงการโรงเรียนแต่เพื่อไอ้ปากบอลดอกข่าวรวมแล้วมันเริ่มประพฤติเนอะเปิดได้สังคมมันความตรอนั่นมันแม่ชีวิตคุ้มรู้แล้วดอกสังคม ត្រូវតែគោរពឲ្យបាននៅសិលធម៌គ្រូបង្រៀនគ្រប់ទីគ្រប់ពេលវេលាប្រធានបទរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្តយើងខ្ញុំមានវីដេអូដែលនិយាយមានចម្រៀងនិយាយអំពីទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនសូមជើញទស្សនា
អរគេចាប់ប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមសេចក្តីអរគុណតាមទៅ